Bài cuối rồi, nốt bài này rồi bước tiếp thôi. Và vượt qua những màn đêm đen, anh đã từng nghĩ sẽ thế nào nếu anh đã cảm xúc mình lên trên. Nhưng rồi lý trí anh đã cố gắng giúp anh tiến gần tới vạch đích, và anh cũng từng nghĩ liệu mình không giải quyết chuyện này sớm, liệu anh có thể quên em. Và rồi anh thấy mình thật lạc lõng khi mọi người thì đi xung quanh, còn anh ngồi im ở trong căn phòng. Và rồi em tiến tới nó cảm ơn anh, cảm giác sự tức giận như được giải phóng. Mày nghĩ tao đang có lỗi và mày là thằng giống lửa phải không? Anh đã từng nghĩ có thể biến nó thành cả một album. Anh đã từng sợ liệu thứ anh làm có phải là wrong move. Anh cảm giác như tâm hồn của mình sắp sửa chuyển sang thù, nhưng anh không tin có bất cứ điều gì mà I can't do. Nhưng con người từng khi anh ngày nào về see me, cảm giác như đã cuồng quay, I just wanna be free. Và nếu như một ai còn muốn anh làm gì thì nhớ những thứ anh làm chỉ cho ai. Thứ anh làm vì những thứ anh làm, 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 vì những thứ anh làm chỉ cho anh. Chỉ cho mình anh sẽ không ai thích lyric cổ nên anh giữ cho mình anh. Anh không có quá nhiều ước mơ từ trước giờ, anh chỉ muốn phát triển battle không beat, còn họ nghĩ anh là thằng trẻ danh. Anh quá trẻ và mới rap vài năm, thế là muộn hay sớm. Anh chưa hiểu biết xã hội chuyện đi bán đồ mượn tay cơm. Anh chỉ biết mình sẽ không thể quay đầu. Anh cảm ơn em vì yêu hương cao, vì đã giúp anh có niềm đam mê từ những ngày đầu. Anh đã từng nghĩ có thể biến nó thành cả một album. Anh đã từng sợ liệu thứ anh làm có phải là wrong move. Anh cảm giác như tâm hồn của mình sắp sửa chuyển sang thù, nhưng anh không tin có bất cứ điều gì mà I can't do. Nhưng con người từng khi anh ngày nào về see me, cảm giác như đã cuồng quay, I just wanna be free. Và nếu như một ai còn muốn anh làm gì thì nhớ những thứ anh làm chỉ cho ai. Thứ anh làm vì những thứ anh làm, 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 vì những thứ anh làm chỉ cho ai. Thứ anh làm vì những thứ anh làm.